Hello anh em, chào anh em đã trở lại với Shiro, One Shiro và Tạc Kinh Bi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau. Những clip thì hiện tại đang có mặt tại game Legend of Sea. Nói chung thì mình thấy cái tựa game này cũng khá là nhiều tên. Thật ra thì có thể tên Ultimate gì tùm lum này, nói chung là cũng không rõ lắm. Nhưng mà nói chung thì mình quen gọi là Legend of Sea rồi. Với game này thì cũng có thể gọi là Legend of Sea thôi. Rất là nhiều tên nhưng mà mình thấy tên Legend of Sea là mình hay làm. Và trước cái giờ mình vẫn đặt tên đó là Legend of Sea rồi. Thì mình quyết định vẫn là Legend of Sea nha anh em. Rồi, ok. Ê, chúc anh em ngày vui vẻ và xin lỗi nhớ like video, subscribe để cái kênh để ủng hộ cho mình. Đó là điều tất nhiên rồi. Hiện tại thì mình đang có mặt tại một con nick mới. Nick này thì mình cũng mượn khá là lâu rồi. Nhưng mà hôm nay mới rảnh thời gian để quay đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến với cái series game này nha. Hiện tại như anh em thấy trước mặt anh em là một dàn tướng. Ví dụ như là sen tóc đỏ. Phiên bản gọi là có 8 ngôi sao đúng không? 1, 2, 3, 4. À, 7 sao anh em. Tiếp theo là Fujitora đứng cái cư thế còng lưng. Không biết là anh ấy đã về già và chưa chịu nghỉ hưu đi. Còn đứng cái tư thế còng lưng này không biết đánh đấm được gì hôm nay nữa. Tiếp theo là Katakuri, rất là hùng mạnh luôn anh em. Bố già râu trắng thì rất là sung sức. Tay cầm Gura Gura, à không, à, tay cầm thanh đao có Gura Gura trong tay nữa. Tiếp theo là anh Senji Gema 66. Cái này là Senji Gema. Hiện tại thì mình thấy là cộng 5 này. Như vậy là xe tốc đỏ cộng 4, Fuji cộng 4, Katakuri cộng 3, râu trắng cộng 4, Senji cộng 5. Ui, râu đen cộng 4. Như vậy là thanh niên Senji là được cao nhất trong đây, cộng 5 nha anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test. Nói chung là đến với cái series game này thì chủ yếu là test skill và đánh đấm cho anh em xem thôi. Và con nick này thì theo mình biết thì nó khá là mạnh. Thằng Senji Gema rất là mạnh, cho nên chúng ta cùng nhau test xem nó mạnh như thế nào nha. Hiện tại con hạt này tên là Rayleigh S114, level 93, lực chiến là 9232k. Có nghĩa là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 triệu đúng không? Tầm 9 triệu. Rồi, ok, cảm ơn bạn chủ hạt rất nhiều đã cho mình mượn con hạt này. Cảm ơn bạn rất nhiều và mong là bạn sẽ xem được clip này và hãy comment bên dưới nha. Mình sẽ xem một số sự kiện thôi. Hình như là có sự kiện râu trắng thời trai trẻ nè. Wow, như vậy là hình như là ra tướng mới anh em ơi. Râu trắng bố già thời trai trẻ. Còn quả trứng này là làm cái gì đây? Mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ vào dàn tướng đi. Tại vì khi mà ra tướng mới thì thường nó hay nằm ở trong danh sách tướng lắm. Như vậy là để mình xem thử coi có phải là ra tướng mới không nha. Hạt này thì ngoài những con tướng mình giới thiệu ra thì thật ra cũng còn có cả Bullet luôn nè anh em. Đây, có cả Bullet luôn, ghê không anh em. Quá ngầu luôn. Bullet hồi xưa mình kiếm mặt mệt vãi. Nhưng mà sau khi test xong thì mình có rất là nhiều hạt có Bullet luôn. Thành ra Bullet giờ cũ vãi. Ok, thì để mình sẽ xem thử dàn tướng bên dưới coi có dạo này ra con tướng gì mới nha. Mình nhớ không nhầm là như mới ra con Yoro cầm thanh Ema anh em ơi. Rất là ngầu luôn. Để mình review cho anh em. Tuy chắc là nhưng mà chắc là không xem được skill đâu. Ok, đâu rồi? Ủa, sao không có ta? Mình nhớ là có, nó thường thường nó hay nằm ở đầu mà ta. À, đây là những cái mảnh hay là những cái mảnh mà gần được nè. Thì có Bartolomeo 81 mảnh, Rayleigh nè. Rayleigh này là Rayleigh gì đây? Rayleigh này chắc là Rayleigh bình thường thôi. Mình thấy cũng không có tên gọi gì khác cho nên chắc là Rayleigh bình thường. Crocodile, Hancock, Bo Hancock phiên bản gọi là Summer nha anh em. Tức là mùa hè, trang phục mùa hè. Nhìn khá là sexy luôn. Bo Hancock lúc nào cũng sexy cả anh em. Nhìn mặc đồ này cũng khá là đẹp nha. Chúng ta đến với một số thanh niên tướng khác. Bên dưới chúng ta có ông Gap thời trẻ đúng không? Thời niên thiếu. Lo nè. Vissa hoa kiếm. Đây là hình dạng của Vissa. Cũng khá là ngầu. Ngực khá là đô nha. Đây là thanh niên Bugget. Thanh niên này như kiểu cũng là thời trẻ quá nha. Nhìn khá là trẻ, khá là sung sức. Dưới đây có Ryuma, thanh niên Yasuo thời trẻ này anh em. Nhưng mà đây là Ryuma lúc bà đánh với Yoro. Phiên bản đã chết rồi, chỉ còn cái xác thôi. Rồi, bên dưới chúng ta có Carrot. Đây là Carrot phiên bản gọi là hoạt hình. Carrot phiên bản hiền lành nha anh em, chứ không phải Carrot dạng Sulon. Thì chắc là mình nghĩ tương lai cũng sẽ ra dạng Sulon thôi. Còn đây là Monkey King Luffy. Cái này thật ra mình cũng có test rồi. Anh em xem lại clip cũ nha. Monkey King nha anh em, phiên bản gọi là vua khỉ. Bên đây thì có Sabo, Flame, mình cũng có test clip trước rồi. Đấy, nói chung mấy tướng này đa số đều test hết rồi. Ui, có rồi anh em ơi. Chủ yếu là những con tướng mới thì mình không có nick để test thôi. Cái nào mà mình mượn được nick thì chắc chắn mình sẽ test cho anh em xem. Đây là Kaido rồng loạn. Thì nói chung là mình cũng có clip trước cũng có test rồi. Đấy, skill đầy đủ nha. Đây, Yoro mình muốn nói với anh em đây. Chính là thanh niên Yoro Ema nha anh em. Yoro khi cầm cái thanh Ema này vô thì cơ bắp bị teo nhỏ lại, cái tay teo nhỏ lại. Nhưng sau đó thanh niên gồng lên, cơ bắp trở lại bình thường. Và tất nhiên thanh Ema này rất là mạnh luôn nha anh em. Quá tuyệt vời. Rồi, sẽ kéo xuống dưới một xíu nữa. À đúng rồi anh em, như vậy là mình đã đoán đúng rồi. Chúng ta có bố già phiên bản trẻ trâu nè.
Đầu tiên là Robin phiên bản Suit Mode, phiên bản Giáng sinh. Đấy. Đây thì là bố già thời trẻ. Ủa mà nhìn ngáo vậy. Violin bố già thời trẻ đây sao? Lùng vậy. Nhìn lùng có một khúc à. Các nhân vật trong đây khá là buồn cười ở cái mặt này. Nhưng mà thấy các tướng khác đều ngầu hết. Sao không biết không bố già lùng vãi. Chán nhờ. Ồ đây là ông Tây Đen. Ồ Tây Đen đúng ngầu luôn em mà đúng với bản chất của ông Tây Đen luôn. Nhưng mà mình chỉ thấy khác là ông bố già sao lùn vậy ta. Khó hiểu thiệt. Ở đây rồi bây giờ ta sẽ cùng nhau chiến cái trận hình này nha. Chúng ta cùng nhau dùng cái trận hình này để đi chiến cho anh em xem. Thì đi phó bản chắc là vèo vèo rồi mình cũng không cần phải nói tới. Vì chúng ta cùng nhau. À mà nếu mà xem skill thì được. Cho anh em xem skill cũng được ấy. Tại vì trong đây thì nó không có auto cho nên chúng ta có thể xem được skill. Mình sẽ vào phó bản cao nhất hiện tại và chúng ta cùng nhau uống khoan. À đúng rồi. Chỉ nhưng có Aokiji ta. Mình thấy có Aokiji là sao? Trận hình này có vẻ khác với trận hình lắp bên ngoài. Rồi mình sẽ cho anh em xem sơ qua trước một số chiêu nổ đầu tiên nha. Đầu tiên là chiêu của Fujitora. Đó, Uchitono, sau đó tạo ra thiên thạch rồi bay 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 tùm lum hết. Giờ mình chúng ta cùng nhau đến với skill của Senji Gema 66 nha anh em. Rồi, đây là thanh niên mình tin tưởng là mạnh nhất team thì chúng ta cùng nhau xem thử skill của Gema 66. Ok, như vậy là tinh trời trên trời lao xuống. Cái skill này thật ra thì mình cũng có test được clip trước rồi nên cũng không có gì gọi là xa lạ đâu. Trên trời lao xuống thôi. Skill ngầu nhất của chúng ta thì nó có thể kể đến là bố già này. Ủa biết rồi, skill đúng 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 hung hăng luôn em, nghe giọng nói thấy hung hăng rồi. Ủa chưa chết nữa hả? Ơ đúng cái gì vậy? Tự nhiên có con vua biển xuất hiện nè anh em, phải lên. À đu! Thì chưa quất đuôi. Hình như là đó là con pet của mình hay sao á, con pet hỗ trợ mình hay sao á. Oh my god, hình như mình còn thấy có cái gì đây nữa nè. Ồ nhấp không được ta. Bây giờ ta đến với skill của Xuân Tóc Đỏ nha. Skill Xuân Tóc Đỏ thì nói chung là chém ra bá khí thôi anh em. Nhưng mà hình như là cũng không giết được tặng tem này. Ủa, bây giờ chúng ta sẽ nó cũng còn một skill nọ nữa nhưng mà Fujitora ra nãy xem rồi cho bây giờ chúng ta sẽ xem skill thường của Rau Đen nha. Ok, win luôn rồi, phải liền thật. Skill của Rau Đen nó đánh toàn tem nên là chết queo luôn rồi. Ok. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi chiến đấu trường. Nói chung là cái mình ấn tượng nhất là đấu trường. Chúng ta sẽ cùng xem được đối phương của chúng ta cũng sẽ có những con tướng ngon và chúng ta cùng nhau xem đánh đấm thế nào nha. Đánh đấu trường là phê nhất nha anh em. Hiện tại đang có sự kiện lấy Aokiji này. Aokiji này, Aokiji trẻ trâu à. Có 3 sao thôi. Rồi chúng ta sẽ vào chỗ Adventure. Không phải, nhầm rồi. Chỗ Contest. Chọn Arena nha. Đấy, đây là đấu trường của chúng ta. Thì chung này là đánh với người chơi luôn. Thì có rất là nhiều người ở đây. Thì theo như mình thấy thì lực chiến của mình hiện tại là 9 triệu. Cho nên chắc là mình sẽ đánh từ cái top nào đó nó vừa vừa thôi. Ví dụ như có một bạn này. Ê, đây là mình nè anh em. Ui, sao mình không thấy hình ta. Ở đây thì mình đang đứng top 6 nha. Thanh niên top 1 này là lực chiến là ít, thanh niên top 1 lực chiến có 1 triệu thôi hả? Ủa không lẽ mình nhìn nhầm ta? Không lẽ mình nhìn nhầm anh em? Top 2 thì 1 triệu rưỡi. Top 3 thì 11 triệu. Trong khi mình 9 triệu lận ta. Có khi nào mình nhìn nhầm không? Mình hoa mắt à. Đây top 6 là mình nè, 9 triệu 2 nè. Quá ngầu luôn. Top 7 thì là lực chiến 1 triệu hả? Ok, chắc mình đánh được top 7 đi ha. Đánh từ top 7 đi, mình top 6 thì chắc mình đánh top 7 thôi, đánh đánh trên top chắc là thua. Ok. Thì nói chung là cho chúng ta sẽ cùng nhau nhấp vào để xem speed nha. Ví dụ như mình muốn đánh với top 7 thì mình sẽ nhấp vô top 7 để xem speed. Nhưng mà đang bị đơ là không xem được. À đúng. Không xem được à, anh em. Hay là những challenge ta? Hay là chuột bị liệt rồi anh em. Ôi nó tự vô luôn, nó vô luôn rồi, phải liền cơ. Chưa kịp xem speed nữa. Chuột hơi liệt rồi sao hay là do game gì không biết. Chuột mình nghĩ mình là không vấn đề đâu, mình nghĩ không phải là do chuột đâu. Ui chết tôi, chết tôi. Cái gì, cái gì là con gì? À đu, bên này có thêm mấy con quái thú gì nữa anh em ơi. Rồi xe tốc độ của mình nha, có vẻ mình được đi trước này, mình được ưu ái đi trước này. Ok, sau một cái luồng chém thì hình như là vẫn chưa chết ai cả ta. À không, để bên kia như mất một người rồi. Tiếp theo là Fujitora. Omegomo, hồi nãy trong này anh em, ui bị choáng này kìa anh em, hình như hai đứa kia bị choáng này kìa. Thấy cái vòng xoay xoay đỏ đỏ chắc là bị choáng rồi. Đây là Sabo, à không phải, Senji từ trời lao xuống. Sabomat. Đây là thủy quái dùng thì chiêu quất đuôi, con thủy quái này là con thủy quái cắn đứt tay của xe tốc đỏ nên anh em, không phải đùa đâu nha. Katakuri với những cú đấm mochi mochi của mình. Ui, có một con thủy quái này nữa hả?
Game này bữa nay có thêm mấy quả trứng kìa. Ủa, mình có được nhặt quả trứng này không? Mình có được nhặt quả trứng này không em? Nhấp vô nó không lấy này. Ồ, bên kia nói chung là cũng rất là mạnh luôn nha anh em, nhưng mà hiện tại mình đang có chiếm lợi thế này, cho nên là hên xui, trận này có thể là mình win đấy. Mấy con thủy quái này không biết là đâu ra xuất hiện nên anh em bên đây vui nha. Đây là Katakuri. Hay quá. Đây là tuyệt chiêu những cái dao găm mochi hả? Ồ, có vẻ là mình win rồi anh em ơi, tuyệt vời. Không biết mình có nhặt được quả trứng này không thì mình không biết, nhưng mà nhấp vô không thấy được nè. Ui, cái gì? Wailin, tuyệt chiêu Elephant Gun anh em ơi. Thằng Luffy phiên bản ác mộng nha, Luffy Teleport. Này thì ác mộng với chúng tôi, ác mộng với chúng tôi, ác mộng với chúng tôi. Mình không biết tại sao nó hồi sinh nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Ấy, hình như nãy có quả trứng xuất hiện, sau đó là thằng Luffy nó được hồi sinh đó anh em ơi. Có vẻ quả trứng nó có tác dụng đấy. Như vậy là nói chung là top 7 thì mình vẫn thắng nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến top 8 đi. Bạn top 8 này 9 triệu luôn à? À không, top 8 này chúng ta bỏ qua đi. Chúng ta đánh với top 9 nha. Top 9 này lực chiến là 9 triệu. Ok. 9 triệu 2. Nói chung là so về lực chiến thì như là hơn mình nè. Nhấp vô xem speed không được ta. What? À đây đây đây, xem được rồi nè anh em. Xem được rồi, xem được rồi. Ủa hay là phải nhấp hai cái ta? Mình nhấp hai cái cũng đâu được rồi. À, nhấp ngay chỗ tên mới được anh em ơi. Trời, nãy giờ mình nhấp ở trên không mà không được. Ok. À, bạn này thì speed là 32.000, 32.001, để xem mình speed nhiêu. Mình là 33.600 hả? 33.000, 33.000. 33.000, cái này 32.000, với lại speed của mình hơn nha. Mình nếu speed hơn thì đa số đều là thắng, cho nên là mình chắc chắn mình sẽ win trận này, mặc dù lượt chiến của bạn này hơn mình. Chúng ta cùng chiến luôn nha. Vô bạn ơi. Ok vậy. Cái này là cái gì đây? Hình như là thời gian đang bị cái gì á anh em à, cho nên chúng ta phải dùng kim cương, chúng ta bỏ thời gian chờ chăng? Reset là cái gì? Reset là cái gì? Reset có phải là làm mới không? Light on là sao? À, như vậy là chúng ta sẽ dùng cái kim cương để chúng ta bỏ qua cái thời gian. Ủa mà mặc dù mình thắng nhưng mà tại sao mình vẫn phải chờ người ta? Cái đó là một điều hơi lạ nha. Thôi chiến luôn đi. Nói năng nhiều làm gì anh em? Game này hơi lạ nha, bình thường là đánh thắng rồi khỏi phải chờ, đánh thua mới chờ rồi chứ. Nên đánh thắng cũng phải chờ. Quá khó hiểu. Trận này speed của mình hơn nên chắc chắn mình sẽ win. Ui, có thằng Sabo kia nữa kìa, Sabo áo rách kìa. Này thì áo rách này. Áo rách này, thằng Sabo Flame nha. Nói chung là mình tấn công nên có vẻ là mình được đi trước đó anh em. Mình được một cái là ưu thế đó là mình được đi trước, đánh tại le học me luôn. Đấy, choáng người ta đồ các kiểu, rất là lợi luôn nha anh em. Đúng là đánh trước là một cái lợi thế kinh dị. Còn cái skill choáng này mình cũng chưa biết là của ai đây nè. Ui sao bồ đá có vẻ là đau nha anh em. Đá là chết một đứa hay sao ấy. Rồi tới lượt vô biển của mình. Còn con thứ hai là con gì đây mình còn chưa được xem nữa. Thì kêu quốc đuôi thì cũng khá là ngon nha. Có vẻ là giảm tấn công của người ta. Ồ thủy quái này cũng là của mình luôn hả? À cũng là của mình luôn. Vậy là thủy quái thứ hai là con bò biển Momo. Còn con thủy quái đầu tiên là con Shikin. Còn cắn đứt tay của Sa Tóc Đỏ đó anh em, khá là buồn. Còn một ô nữa nhưng mà có vẻ là chưa có nên là chưa lắp được. Đánh tùm lum tà la luôn em ơi, combat fail quá. Nhưng mà nói chung là này mình cũng hơi áp đảo một xíu đây. Đấy. Mình cũng hơi áp đảo một xíu cho nên là chắc là mình sẽ kiếm một đối thủ khác xứng tầm hơn. Giỡn thôi chứ may mắn thôi em ơi, speed hơn ăn thôi chứ speed bạn ấy mà hơn là mấy. Ui có quả trứng kìa. Như vậy là chắc vậy là sẽ chuẩn bị có thêm một thanh niên hồi sinh đó. Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem hồi sinh là ai. Không biết quả trứng này kiếm ở đâu mà lợi hại vậy ta. Tự nhiên có cái chiêu hồi sinh. Ui hồi sinh bố già kìa. Đúng như mình đoán thôi anh em, quả trứng nó sẽ nở ra một con tướng đã chết, đó là con râu trắng được hồi sinh. Chiêu này của bố già cực mạnh nha, nhưng mà rất tiếc cũng chỉ là gãy ngứa cho mình thôi anh em ơi. Ôi râu đen, râu đen, râu đen bị râu trắng giết à. Kịch bản thật là khác khác người. Trong kịch bản Mary Fox thì râu trắng bị râu đen đai, bị râu đen xử đẹp, nhưng mà trong đây thì râu trắng lại xử được râu đen. Đúng đây là một kịch bản mà rất là nhiều fan mong muốn, râu trắng sẽ xử được râu đen, quá hay luôn. Đây là chiêu vẫy tay hả, chiêu vẫy tay của con bò biển Momo. Rồi exit nha, trận này thì mình vẫn win. Bây giờ nếu mà đánh nữa thì mình để coi coi. Hôm nay mình đánh với top 9 đúng không? Bây giờ chúng ta sang top 10 thôi coi.
Top 10 là lực chiến 6 triệu 3 hả? 6 triệu 3. À, speed bao nhiêu? Speed là 24.000, khá là thấp nha, cho nên mình nghĩ mình win chắc cũng khá là nhanh thôi. Được rồi, mình sẽ chiến thêm một trận nữa nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào leo cái tháp ngoài trong kia. Rồi, bây giờ mình sẽ chiến top 10 nha. Rồi, đánh nốt trận này thì mình sẽ tham gia một cái hoạt động khác cho anh em xem. Chúng ta có thể test được thêm nhiều skill của các con tướng khác cho anh em xem đỡ nhàm chán với những con tướng cũ nãy giờ đã xem. Ui, có cả tay đen kìa anh em ơi. Hải quân kìa, ông hải quân Zephy tay đen. Quá ngon luôn. Utsuchitota. Đây là chiêu của Fujitora, kiểu như thiên thạch nha anh em. Hình như chiêu choáng đó là của Fujitora sao á. Rồi giờ tới game ma nè. Cú đá chờ giáng hả? Không vậy. Con này đi trước. Hình ảnh khá là đẹp nha anh em ha. Hình ảnh trong đây khá đẹp luôn á, nhìn khá là sắc nét. Ui, hai con vua biển được đi cùng một lúc luôn à. Con này như chỉ là con bò biển thôi đúng không? Đâu phải vua biển đâu. Oh my god, cú đá trời giáng này mới. Ui, đá cái bốc hơi tìm luôn vậy linh thật. Con bò biển Momo đó không biết có phải vua biển không? Mình thấy là những cái con to to ngoài biển đều là vua biển cả, cũng chả biết phải vua biển không. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tham gia một hoạt động khác nha. Mình sẽ vào chỗ Adventure này, chọn Creation. Đó, đây là chỗ leo tháp nha, nhưng mà chỗ này thì mới leo tới tầng thứ ba thôi, thực ra đánh rất là đơn giản thôi. Cái gì đây? Skip là cái gì? Bỏ qua hả? Hình như là đánh quất cái tới tầng 48 luôn hay sao ta? Ủa không phải hả? Ok, như cái đó là bỏ qua, chúng ta đánh 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 thắng nhanh luôn hay sao á? Rồi ok. Cancel. Như vậy là chúng ta sẽ đối đầu với thanh niên này và mình sẽ chọn một đồng đội thôi ha, tại vì đạn này cũng khá là yếu thôi. Mình sẽ cho anh em xem skill của Bullet với lại Snackerman. Đây Luffy Snackerman, cho thêm Luffy ác mộng vô nữa cho nó đẹp. Dùng ba đứa luôn, hai đứa Luffy luôn nè. Đó, Luffy Snackerman. Luffy bản rắn nha anh em. Hình như lâu lắm rồi mình cũng chưa test lại Luffy rắn. Rồi, có cả Kaido luôn này. Mình sẽ chọn lực chiến thấp nhất thôi. Tầm ui, lực chiến này không thấp đâu, đẹp mời 3 triệu lực chiến là có khi mình đánh thua luôn ấy. Ok, chiến thử coi sao. Đây là ba thanh niên mình mang vào nha, Bullet khá ngầu, có ánh sáng xanh dưới chân này nè. Đây là Luffy Snackerman, nhưng mà cái dạng này mình thấy nó giống bao men hơn chứ là Snackerman. Snackerman ốm hơn và tóc kiểu xoắn xoắn như đầu rắn. Này cháu thấy giống Snackerman thế nào? Dạo dâu. Này, đánh với bọn này thì chắc là không biết thắng nổi hôm nay. Từ khi tụi nó trâu thôi. Thì giờ mình sẽ auto luôn ha. Rồi, Bullet với những skill cú đấm liên hoàn. Rồi, mình vẫn có sự trợ giúp của vua biển này. Cho nên có khi chắc là win rồi. Vua biển nó mạnh lắm. Ui, đau. Cho, chiêu gì vậy? Bay lên, chiêu gì ghê vậy? À, mọc ra ba cái tay luôn em ơi. Ba cái tay, một bên ba tay là tính là sáu tay luôn hả? Là sáu cú đấm. Có sáu cú đấm luôn em ơi. Đây là chiêu nọ Elephant Gun, quá ngầu. Đây là chiêu nọ của King Cobra. Mặc dù anh bị gãy một chiếc răng rồi nhưng anh vẫn King Cobra được nha. Obolette này giờ chưa được xài skill, chán quá nhờ. Thời tiếc xíu là Bullet không được chơi game. Chỉ được đấm đấm thôi. Này thì chọn búp thôi, thì tắt đi ha. Mình đang mạnh quá rồi, búp chi cho mệt nữa. Nó sẽ đối đầu với thanh niên Tatsugi. Và bây giờ không biết là có loại bỏ được thanh niên nào không ta. Mình đang định loại bỏ thanh niên Luffy đi mà chắc là không được rồi, cho nên là mình phải tha thêm một thành viên mới cho anh em xem thôi. Để coi ai có ai vui vui mình mang vô ha. Ví dụ như Kaido chẳng hạn. Đây Kaido đi ha. Ủa cái gì? Ủa mình đâu có cộng thêm đâu ta. Đẹp vậy. Thôi mình đánh vậy, đánh với người mạnh nhất luôn đi. Đánh với chỗ mạnh nhất luôn cho anh em xem skill. Kaido khá là sắc nét, hình ảnh khá là đẹp. Mình thấy ấn tượng một điều trong cái game này đó là các nhân vật làm rất là đẹp, hình ảnh rất là chi tiết và sắc nét nha anh em. Rồi, mới vô, mới vô. Ý, Bullet có nổ rồi kìa. Lại có sự trợ giúp của vua biển thế này thì làm sao mà xem được skill đây trời. Có thể mình sẽ tắt auto là xem được skill đấy. Tắt auto đi nè. Rồi, con này quạt chắc muốn chết người ta rồi. Kaido thì sao? Ui, lại là chiêu này. Kaido thì vung chùy nha anh em, vung chùy. Rồi, chúng ta sẽ đến với skill nổ của Bullet nha. Này, bây giờ mình được điều khiển rồi này, cho nên chúng ta xem skill của Bullet. Vãi lên thật, Bullet nói chung là hóa thành cơ thể xanh lè xanh lét nha anh em, cũng không có gì đặc biệt đâu. Kaido thì sao? Lao tới hút người ta nè, rồi đập ra một cái chùy gọi là chùy sấm sét.
Đây là đòn đánh thường là vũ rút kiếm nha, chém 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 ra tia sáng màu tím tím. Ok. Rồi, ok, nói chung là clip này mình chỉ đơn giản là thôi, review cho anh em mỗi con nick mới mình mượn được, và kèm theo đó thì test một số skill của các con tướng. Nói chung là cũng không có gì lạ, nick này thì nói chung là cũng không có tướng gì mới. Tại vì những con tướng này thì đều mình đều test skill hết rồi, chủ yếu là xem lại đánh nhau, đánh đấu trường, phê lòi các thứ thôi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình, nhớ like video, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì game này mình thấy cũng khá là nhiều anh em hứng thú, rất là nhiều anh em kêu mình hãy làm tiếp và làm nhiều hơn nữa. Thành ra là mình khi nào mình mượn được nick thì mình mới làm thôi, chứ như con nick cũ thì mình quay lại thì cũng không có gì để nói. Thành ra khi nào mình mượn được thêm nick thì mình sẽ test cho anh em xem nha. Đặc biệt thì đợt này đang vừa mới ra, như mình nói là mình thay như anh em thấy thì vừa mới ra bố già thời trẻ đây, khá là ấn tượng và khá là mắc cười, khá là lùn tịt luôn. Cho nên là khi nào mình mượn được nick thì mình sẽ test cho anh em xem nha. Đâu rồi ta, xa quá nha. Đây đây đây, đây chỗ này nè. Ô, nhìn như trang cuối luôn á, tính ra là trang cuối luôn. Nói chung là có hai cái mới, Emma Yoro nè, ấy nhìn mặt khá đẻo ta. Sao Yoro này mặt đẻo thế? Với lại bố già phiên bản thiếu chiều cao. Ok, thì cái nào mình mượn được đất mình sẽ test cho anh em xem nha. Thằng Robin Shitbat thì mình cũng không có đất để test này. Ông tay đen thì mình đã test rồi, ông tay đen thì skill trước mình có test rồi. Nói chung là chào anh em, chúc anh em ngày vui vẻ, bye bye.